đã từng vui mừng cho những thử thách đầy bất ngờ chưa? Vậy thì đừng đi đâu cả. Hôm nay nhóm của chúng ta sẽ tham gia thử thách kẹo cao su bong bóng khổng lồ. Các bạn đang chờ đợi phần ăn của họ. Đứng lên đi. Wow! Các bạn rất vui. Tất nhiên, sau tất cả kẹo cao su là yêu thích của họ mà. Nó rất nhiều. Mình sẽ bắt đầu. Ồ, nhìn nó màu xanh kìa. Ừ, và nó cũng rất ngon nữa. Hubuva là tốt nhất. Cậu có thể nhanh hơn không? Nó quá lớn, mình không thể cắn nó được. Mình biết rồi. Kẹo lớn dành cho kẹo cao su lớn. Hoàn hảo. Dễ nhan bánh Suzy đến lượt cậu ở đấy. Tuyệt quá. Gì? Ốt, nhưng kẹo cao su của mình đâu? Điều này không công bằng, nó cũng không vui chút nào. Bạn nói đúng, không phải là chuyện đùa đâu. Bạn phải ăn hết những quả ớt đó. Ôi, cháy rồi. Này, Monica của cậu đây. Không của bạn, không mình cho cậu. Bây giờ đến lượt cậu xem rồi đấy. Wow, Hubuva bay đến kìa. Ôi, vụ nổ gì vậy? Xin lỗi. Đó là kẹo cao su thôi. Ôi, mong mình có cái gì đó tốt hơn. Wow, mình đang rất thích kẹo cao su hương vị dâu tây. Mình tự hỏi mình có gì nhờ. Cái gì? Đây là bông cải xanh sao? Mình ghét điều này. Cái gì? Này, cái túi đó không cứu được bạn đâu. Có vẻ như Monica quyết định ẩn mình trong dưới trăm lớp túi màu nâu. Nhưng Emma sẽ không bỏ cuộc đâu. Một cái khác nữa, và khác nữa. Có bao nhiêu vậy? Thôi, kiên nhẫn của mình không còn nữa rồi. Mình biết phải làm gì rồi. Emma định làm gì vậy? Bạn ấy quyết định đưa Monica ra ngoài bằng cách này. Ồ, nó làm việc rồi kìa. Ngon quá, thử đi. Ôi, kinh tởm quá. Chính xác mình ra, mình không muốn thấy bông cải xanh nữa đâu. Vậy thì mình có thể nhận cao cao su của mình. Ôi, giống như mình đang ăn dâu tây thật vậy. Thật là kỳ diệu. Mình muốn nhiều hơn nữa. Ồ, mình cũng muốn thử nó. Ê, trả đây cái này của mình. Các bạn gái thực sự đủ cho hai người mà. Không, mình không chia sẻ đâu. Các bạn vẫn chưa quên thử thách phải không? Ồ, mình có một cái Hubuva Coca-Cola. Điều này tốt hơn bao giờ hết. Còn bạn thì sao? Nhìn này, mình có một chiếc bánh pizza thực sự. Mình không thể cưỡng lại được. Ngon quá. Mình cũng muốn. Bỏ tay ra. Bạn có phần của riêng của bạn mà. Thôi được rồi, mình sẽ ăn. Ôi, của mình hoàn hảo thật đấy. Suzy, đây là một ý tưởng rất tồi. Mình nghĩ rất là tốt mà. Nè, cái này cho mình. Ô, cảm ơn. Suzy lại chơi harmonica rồi. Ôi, trông bạn thật là buồn cười. Thôi, mình giận bạn. Ôi, hình như các bạn đang hơi chán. Nhận lấy đi. Wow, đó là máy với Maltesers. Còn của bạn với kiểu cao su. Ôi, nhìn này. Mình có đồng xu, với xu rút đốt của nó mình có thể lấy kẹo của mình. Ôi, nó nhiều thật đấy. Wow, ngon thật đấy. Mình rất thích sô-cô-la. Mình cũng có một vài đồng tiền. Ôi không, có lỗ trong ví của mình. Bạn không may mắn, còn mình tìm thấy một đồng xu khác. Ồ, có lẽ nó sẽ là của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy, dừng lại. Monica thật là không công bằng, đó là của mình mà. Trả lại đi. Quá muộn, bây giờ mình có một cả núi kẹo cao su. Mình sẽ thử tất cả các hương vị cùng một lúc. Trời ạ, mình làm gì biết giờ. Nhìn này, bong bóng khổng lồ của mình. Ôi không, nó rất lớn. Monica, bạn đi đâu vậy? Đừng bay ra khỏi chúng mình. Tạm biệt, mình sẽ nhớ bạn. Ồ, đây là kẹo cao su Love Is. Bạn có cảm thấy tình yêu trong không khí không? Tuy nhiên, không có gì thứ ghê tởm hơn trong không khí. Monica, bạn đang làm gì vậy? Không thở được luôn này. Okay. Emma, bạn là người đầu tiên. Rất là tốt. Ồ, có nhiều thật đấy. Ôi, thật là ngọt ngào. Ôi, mình cũng muốn thử cái đó. Mình tự hỏi có bao nhiêu mảnh trong này nhỉ? Hình như có rất nhiều. Chắc chắn rồi, mình thậm chí không thể đếm hết được. Mình có thể thử đếm cho bạn. Không đời nào, mình tự ổn. Emma, bạn có sự thèm ăn thú tính. Mình không thể dừng ngay cả khi muốn. Emma, cho mình thử đi, xin đấy. Không. Thực ra, được rồi. Dù gì chúng ta cũng là bạn mà.
Emma lại chuẩn bị một cái gì đó rồi. Chờ một giây lát. Đừng đưa cho Monica. Đây, đây là những gì chúng ta cần. Cần phải gói thật đẹp. Làm xong rồi. Monica của cậu đây. Cảm ơn cậu. Trời ơi, cái gì đây? Không, không, đây là của bạn mà. Monica đừng buồn. Bạn hãy ăn phô mai của bạn đi. Một miếng thật là kinh khủng. Mình thực sự không thể nuốt cái chỗ này. Vị như chân vậy. Emma, nhìn có một con chim khổng lồ kìa. Đâu, mình chẳng thấy gì cả. Mình cần phải hành động nó nhanh chóng. Bạn ăn nhanh thật đấy, thật là đáng ngờ. Mình chỉ đói thôi. Chuyện gì vậy? Đó là một quả bắn pháo hoa phô mai. Emma coi chừng nhá. Phô mai đến từ đâu vậy? Mình không biết, đừng nhìn mình. Đây là của cậu, ăn đi. Trời ơi, mình ghét phô mai. Cái đầu tội nghiệp của mình. Của các bạn đây. Tuyệt thật đấy. Suzy có cả một thùng kem. Còn Monica cả một xô kẹo cao su. Mình sẽ bắt đầu trước. Được rồi. Không, cái thìa này bé lắm. Đây là những gì mình cần. Ôi không, tôi đóng băng rồi. Làm thế nào bây giờ? Để sấy tóc sẽ giúp ích cho bạn. Cảm ơn cậu. Trời ạ. Tất cả kem của Suzy đều tan chảy ra rồi. Bạn có thể uống nó bằng thìa mà. Không, mình sẽ thậm chí uống nó từ nay luôn. Ôi, mình không quan tâm bẩn như thế nào, nó rất ngon. Điều gì xảy ra nếu chảy kẹo cao su ra nhỉ? Ôi không, làm sao mà ăn được bây giờ? Làm tốt là Monica. Sao, bạn thích những gói kẹo cao su này như nào? Rất nhiều. Mình muốn thử nó. Tại sao của bạn lại cầu vồng? Tránh xa kẹo cao su của mình ra. Được rồi, mình sẽ đề xuất một cuộc thi. Ai thổi được nhiều bong bóng nhất thì sẽ thắng. Nào, bắt đầu. Monica làm cái gì đó rất là tuyệt. Còn Suzy thì bị bỏ lại sau rồi. Mình biết phải làm như nào để thắng rồi. Ê, mình không bóc được nó ra đâu. Bây giờ kẹo cao su rất là tuyệt vời. Hương vị rất là ngọt nữa chứ. Bạn ăn hết kẹo cao su của mình rồi sao? Thật không cũng... Các bạn gái, hãy giữ lên món ngon của mình. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi tìm thấy có gì nằm dưới bọc vỏ. Kẹo dẻo này. Tuyệt thật đấy. Của bạn có kẹo dẻo, còn của tớ có ớt thật. Tớ cũng không ngạc nhiên. Nói chung mình yêu ớt đỏ mà, nó rất ngon. Và nó không cay một chút nào. Thật sao? Vậy tại sao mặt bạn lại đỏ thế kia? Và khói bay ra từ đầu bạn là gì vậy? Khói? Ây! Ôi, hình như có một ngọn lửa đang bắt đầu trong mình rồi kìu. Thôi, tớ đoán bạn không thực sự thích ớt đỏ. Bạn nghĩ rằng bạn có thể cười mình chứ gì? Được rồi, Monica, kẹo dẻo của bạn bây giờ sẽ chết này. Bây giờ chúng sẽ cay như ớt của mình. Trời ạ, mình đang hy vọng nó sẽ rất ngon. Thôi được rồi, mình sẽ thử. Ôi không, bây giờ mình không thể giữ được trong miệng. Mình nghĩ ra tuyệt lắm đúng không? Hãy ăn đi. Hãy xem cái gì đang chờ đợi chúng ta nhé. Cái gì đấy? Trong cốc. Lại còn trống rỗng. Bạn có thể làm gì với chiếc cốc trống rỗng? Của mình có mùi lạ. Nó cũng dễ dàng có những vết nâu trên ngón tay. Đây là sô-cô-la. Wow, mình cũng muốn cốc sô-cô-la. Bạn muốn, nhưng sẽ không đạt được. Nó là của mình mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Wow, coca. Ôi, đây mới là bữa tiệc trà. Thay vào trà coca sẽ có một cốc sô-cô-la. Tuyệt. Ôi không, cốc của mình bị vỡ rồi. Mình không nghĩ rằng tay cầm sô-cô-la sẽ yếu như vậy. Thôi được rồi, phải ăn hết thôi. Vấn đề thật đấy. Mình không cần cái cốc của mình chút nào. Sẽ tốt hơn nếu mình uống cốc coca ngay từ chai. Nó nhanh hơn và ngon hơn rất nhiều.
thì... Ê, đừng quên chia sẻ với tớ. Không, bạn có sô-cô-la rồi mà. À, vậy thì bạn cũng sẽ uống nó coca đâu. Hãy để tất cả bay lên mặt bạn. Nhận lấy đi. Stop. Bây giờ thì mình hài lòng với mọi thứ. Màu nâu rất hợp với bạn đấy. Ê, không vui chút nào đâu. Bạn đã sẵn sàng cho loại món ăn mới chưa? Vậy thì hãy chấp nhận nó đi. Trời ơi, run sống. Ôi, tại sao mình lại phải làm như vậy? Ôi, Monica, bạn thật may mắn. Mình ước gì mình có thể ăn sâu thay vì những con rắn thạch ngon lành như này. Không, mình sẽ không ăn run sống. Mình thả giống chúng như mồi nhử vậy. Bây giờ hãy gọi mình là người đánh cá Monica. Thú vị đấy. Không biết bạn sẽ nhận được cái gì nhở? Ừ, tớ cũng không biết. Nào, bắt đầu nhá. Hình như nắm được rồi này. Gì vậy? Một chiếc giày và lại còn là của đàn ông ấy chứ. Mình chắc chắn sẽ không đeo được rồi. Ôi, thật là khó khăn. Hay xem người chuyên nghiệp làm việc như nào. Nhưng mà mình không định câu cá. Mình muốn học cách đánh vần con rắn. Wow. Ôi, mình có chiếc giày run sống và Lily có rắn bằng thạch và khả dụng của chúng. Thật là không công bằng. Please. Hy vọng lần này sẽ có một cái gì đó ngon. Cái gì rau? Ai sẽ ăn chúng? Ồ, chúng mình thực sự không may mắn rồi. Nhưng chúng rất hồi ức mà. Hãy xem, có lẽ nó không tệ như vậy đâu. Có lẽ nó sẽ rất là ngon. Thôi được rồi, hãy thử nhá. Ôi, nấm của mình là sô-cô-la, trời ơi. Đây là sự may mắn. Nhưng của tớ là thì có thật. Mình ghét nấm. Nhưng mình sẽ không từ chối từ sô-cô-la. Ê, đừng có nghĩ về điều này. Mình sẽ không để bạn ăn cắp kẹo của mình đâu. Mình sẽ tự ăn. Ít nhất cho mình một miếng thôi. Thôi, thử thôi mà. Không, cái này của mình sẽ không chia sẻ. Trời ạ, đồ tham lam. Ít nhất bạn có thể mua cho mình một ly nước mà. Rồi. Ai? Suzy, ăn rau của bạn đi. Có lẽ nhờ chúng ít nhất bạn sẽ giảm được cân. Bạn biết gì không, bạn có thể cười bao nhiêu bạn muốn. Nhưng ngay bây giờ, mình sẽ biến món ngô có vẻ khó chịu này thành một thứ rất là ngon. Gì vậy? Bạn đang nghĩ về gì vậy? Wow, bỏng ngô. Trời ạ, mình rất là thích. Ê, bỏ ra. Dừng lại đi. Tốt hơn hãy nhanh quả rốt đi. Trông mình có giống như con thỏ không? Hãy nhanh lên đưa bỏng ngô cho mình đi. Ôi, nhưng không sao, nhìn ngon thật. Ngon quá đi mất. Và Judy sẽ không nhận được cái gì. Tớ sẽ ăn hết tất cả mọi thứ. Không sao Judy. Ít nhất bạn có thể giảm cân mà không cần bỏng ngô. Các bạn gái, lần này bạn sẽ ngạc nhiên và thú vị. Có một cái gì đó rất là tuyệt vời đang chờ đợi bạn. Mì sợi. Ôi, trong khi bạn ăn mì thật, mình sẽ ăn mì kẹo dẻo. Mình thích kẹo ngon và dài như vậy. Mình thì yêu mì. Còn các con hãy nhớ rằng nó rất là có hại. Nhưng mà nó lại rất là ngon. Muốn kẹo dẻo cũng có thể giảm được bằng một thứ rất là ngon, chứ không phải là với nước sôi thông thường. Mình sẽ là người đầu tiên làm món súp kẹo dẻo từ Nesquik và sữa. Có điều gì đang nói với mình rằng đây sẽ là món súp ngon nhất mà mình từng được nếm thử. Ôi, súp con vậy sao? Mì ăn liền, mì kẹo dẻo. Nhưng chỉ có món ngon thì chẳng vui chút nào. Có lẽ cần phải làm cho thử thách này không quá ngọt ngào. Mình nghĩ ra rồi. Mình nghĩ sẽ rất vui nếu bạn rắc mì ăn liền với đường và kẹo dẻo với muối. Ôi, cảm ơn Kit. Trời ạ, thật là kinh tởm. Tại sao bạn lại làm thế? Thấy chưa? Cuối cùng cũng vui rồi. Thật là tội nghiệp. Lần này
bạn sẽ có một bữa sáng thực sự. Ôi, trứng này, mình có trứng thật, còn mình thì có trứng kẹo dẻo. Bây giờ mình sẽ lần đầu tiên ăn sáng bằng trứng dẻo. Chắc là sẽ vui lắm đây. Ừ, trông ngon đấy. Nhưng mà những quả trứng dẻo của tớ cũng phải chiên lên để có những trứng dẻo. Sao, ngon không? Ừ, ngon thật đấy. Ôi, mình phải làm gì bây giờ? Đúng rồi, mình cầm một con dao. Wow, gà con. Ôi, ai thậm chí cần ăn sáng khi có một người bạn mới thực sự ở đây. Thật là đáng yêu. Ồ, đây là một bé rất dễ thương đấy. Bây giờ đây là bạn yêu mới của mình. Hãy đăng ký thử thách Munchido để không bỏ lỡ những video vui vẻ và ngon miệng cùng các bạn nhé. Nó sẽ rất tuyệt và rất là ngon miệng đây.